chị chỉ rồi em đi làm nhá, không có lương gì. Trực chiến 100% làm 4/24 để phòng cái tình huống cần bổ nó xảy ra. Và bên cạnh đó thì nhà trường còn tiến hành là phân công cho các đồng chí trong ban dự huy và các đồng chí các bộ phận liên quan trong nhà trường là quản lý học sinh vắng trú ở tại trường và chuẩn bị các điều kiện thiết yếu về cái việc ăn ở cũng như nước uống sinh hoạt, bố trí phòng ở rồi cho học sinh. Thì hiện nay là các xã để có phương án sơ tán dân những khu dân cư nào ở đâu thì đã có cái danh sách, và khi mà xảy ra thiên tai thì sẽ thông báo và người dân sẽ vào cái địa điểm đó để trú cho nó an toàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.